Tiếng Trung 518, Trần Anh Sư xin chào các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Tiếng Trung 518 đến với một chương trình mới, đó là chương trình 1001 câu chuyện tiếng Trung thú vị. Và câu chuyện đầu tiên của chúng ta hôm nay đó là một câu chuyện rất là quen thuộc đối với tuổi thơ của mỗi chúng ta rồi. Câu chuyện San Chư Xẻo Chu. San Chư Xẻo Chu, ba chú heo con. Trước hết xin mời các bạn cùng nghe giọng đọc của cộng tác viên dễ thương của Trần Anh Sư, đó là bạn Linh Sư Yên, đọc trước một lượt nhé. San Chư Xẻo Chu. 3只小猪来到美丽的大森林，准备在这里安家。猪老三十分懒惰，他只盖了一间草房子便住下了。猪老二盖了一间木房子，勤快的猪老大盖了一间很结实的砖房子。这天，大灰狼发现了猪老三的草房子，他吸了一口气，吹向草房子，草房子一下子就塌了。猪老三只好逃到猪老二的家里，猪老二的木房子也一下就被大灰狼推倒了。两只小猪赶紧逃到猪老大家里去。大灰狼来到猪老大的房子前，用尽各种办法都没能把房子弄倒。他搬来梯子，想从烟囱进去。小猪们马上点燃了壁炉里的柴。大灰狼刚从烟囱里滑下来，就踩到壁炉的火堆上了。天啊，好烫啊！他忍着疼痛从壁炉里爬了出来，慌忙逃走了。做事踏踏实实，才不容易让坏人有机可乘. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích từng câu trong bài này. San chư xiao chu lái tàu mấy lì tờ tả sân lín, chuẩn bị chạy trợ lý an gia. San chư xiao chu, ba chú heo con, lái tàu đến tới mấy lì tờ tả sân lín khu rừng lớn, mấy lì tươi đẹp, chuẩn bị, chạy trợ lý ở tại đây, an gia an cư. San chư xiao chu lái tàu mấy lì tờ tả sân lín, chuẩn bị chạy trợ lý an gia. Chu lão san sứ phân lản tủa, ta chỉ cài lỡ ý kiến chảo pháng dự, biến trụ xia lỡ. Chu lão san, heo em út, bởi vì có ba chú heo thì chu lão san sẽ là heo em út. Sứ phân vô cùng, lản tủa lười biếng, lản tủa hoặc là lán sạc nghĩa là lười biếng. Ta chỉ cài lỡ, cậu ấy chỉ dựng lên hoặc chỉ làm lên. Y chiên, chiên ở đây là động từ cho ngôi nhà nhỏ. Chảo pháng dự là căn nhà, chảo là rơm hoặc cỏ, chảo pháng dự ngôi nhà rơm. Biển liền, trụ xia là ở luôn tại đó. Chu lão san sứ phân lản tủa, ta chỉ cài lỡ ý kiến chảo pháng dự, biển trụ xia là. Chu lão ở cài lỡ ý kiến mù pháng dự. Chu lão ở heo anh hai, cài lỡ làm, ý kiến mù pháng dự. Mù pháng dự là ngôi nhà bằng gỗ, ý kiến mù pháng dự một ngôi nhà bằng gỗ. Chu lão ở cài lỡ ý kiến mù pháng dự. Chính khoai tờ chu lão tả cài lỡ ý kiến khẩn chiết sứ tờ chuẩn pháng dự. Chính khoai tờ chu lão tả heo anh cả, chính khoai siêng năng. Cài lỡ đã làm hoặc đã xây, ý kiến một, khẩn chia sứ tờ chuẩn pháng dự. Chuẩn là gạch, chia sứ là kiên cố, chắc chắn hoặc là bền. Khẩn chia sứ tờ chuẩn pháng dự, ngôi nhà bằng gạch rất kiên cố. Chính khoai tờ chu lão tả cài lỡ ý kiến khẩn chia sứ tờ chuẩn pháng dự. Trưa thiên, tả huê láng phát hiện là chu lão san tờ chảo pháng dự. Trở thiên, một hôm, tả khuê láng, tên sói xám to lớn, pha xiển lở, đã phát hiện thấy chu lão san tờ chảo pháng dự ngôi nhà rơm, chu lão san tờ của heo em út. Trở thiên, tả khuê láng pha xiển lở, chu lão san tờ chảo pháng dự. Ta xí lở y khẩu chỉ, chui xiang chảo pháng dự. Ta xí lở, nó hít, ý khẩu chỉ một hơi, chui xiang thổi về phía chảo pháng dự ngôi nhà rơm. Ta xí lỡ ý khẩu chỉ chui xiang chảo pháng dự. Chào phán chữ ý xả chữ chiều tha lở. Chào phán chữ ngôi nhà rơm, ý xả chữ trong phút chốc, chiều thì liền. Chúng ta dùng chiều ở đây thể hiện cái gì đó diễn ra rất là nhanh chóng hoặc là sớm. Tha là đổ, đổ sập xuống. Chào phán chữ ý xả chữ chiều tha lở. Chu lão san chỉ hảo tháo đáo chu lão ở đờ gia lì. Chu lão san theo em út, chỉ hảo đành phải, tháo đào bỏ chạy đến. Chu lão ở đờ gia lì, nhà của heo anh hai. Chu lão san chỉ hảo tháo đáo chu lão ở đờ gia lì. Chu lão ở đờ mù phán chữ也一下子被大灰狼推倒了。Chu lão ở đờ mù phán chữ ngôi nhà gỗ của heo anh hai, dễ ý xả cũng trong phút chốc. Chiều thì liền, bầy ta khuây láng bị tên sói xám, thuê tảo là thuê là xô hoặc là đẩy, tảo là đổ. Chu lão ở đờ mù phán chữ dễ ý xả chữ chiều bầy ta khuây láng thuê tảo là. Liàng chư xảo chú cán chỉnh tháo đào chu lão ta gia lì chữ. Liàng chữ xảo chú, hai chú heo con, cán chỉnh vội vã, tháo đào bỏ chạy tới. Chu lão ta gia lì chữ, nhà của heo anh cả. Liàng chữ xảo chú, cán chỉnh tháo đào chu lão ta gia lì chữ. Tà khuây láng, lái đào chu lão ta đờ phán chữ chén. Tà khuây láng, tên sói xám, lái đào đến tới. Chu lão ta đờ phán chữ chén, chén trước. Chu lão ta đờ phán chữ căn nhà của heo anh cả. Tà khuây láng lái đào chu lão ta đờ phán chữ chén. Dùng尽各种办法都没能把房子弄倒. Dùng là dùng,尽là hết,各种các kiểu các loại,办法cách phương pháp. Tâu đều mấy nấng không thể nào, bà phán chữ nung tạo. Câu chữ bà chúng ta dịch động từ trước, nung là làm, tạo là đổ. Bà phán chữ nung tạo làm đổ ngôi nhà. Dùng chín cửa chủng bàn phả tâu mấy nấng bà phán chữ nung tạo. Tha ban lái thi chữ sảng chống yên chống chinh chữ. Tha ban lái thi chữ sảng chống yên chống chinh chữ. Tha nó, ban lái bê đến hoặc mang đến, thi chữ cái thang, sảng định hoặc là muốn, chống từ, yên chống ống khói, chinh chữ đi vào trong. Tha ban lái thi chữ sảng chống yên chống chinh chữ. Xảo chú mân mã sàng tiễn rán là bị lú lì tờ trái. Xảo chú mân những chú heo con, mã sàng lập tức, tiễn rán là nhóm lửa. Bì lú lì đờ trái, trái là củi, bì lú lì trong bếp lò. Xảo chú mến mã sàng tiễn rán lờ bì lú lì đờ trái. Tà khuây láng căng chúng yên chung lì hóa xe lái, chiều trái tạo bì lú đờ khổ tuế sàng lờ. Tà khuây láng tên sói xám, căng vừa mới, chống từ yên chung lì trong ống khói, hóa xe lái trượt xuống, hóa là trơn hoặc là trượt. Chiều thì liền, trái tạo dẫm phải. Bì lú tờ khổ tuây là đống lửa, bì lú trong bếp lò. Trái tạo bì lú tờ khổ tuây sàng lở, dẫm ngay lên trên đống lửa trong bếp lò. Tà khuây láng căng chúng yên chung lì hóa xe lái, chiều trái tạo bì lú tờ khổ tuây sàng lở. Thiên à, hảo thẳng. Thiên à, trời ơi, hảo thẳng, nóng quá. Thiên à, hảo thẳng. Tha rẩn cho thẳng thùng, chống bị lú lì, phá lờ chú lái, khoang máng, tháo dầu lở. Tha rẩn cho thẳng thùng, rẩn đây là nhẫn, tức là nhịn hoặc cố chịu. Thẳng thùng là đau đớn. Tha rẩn cho thẳng thùng, nó cố gắng nhịn đau. Chống bị lú lì, chống từ bị lú lì trong bếp lò, phá lờ chú lái, trèo ra. Khoang máng, hốt hoảng hoặc là cuống quýt, tháo dầu lờ, tháo chạy, bỏ chạy. Tha rẩn cho thẳng thùng, chống bị lú lì, phá lờ chú lái, hoang máng, tháo dầu lờ. Và bài học rút ra ở đây là Chùa sư tha tha sứ sứ, trái bù rúng ý, ra hoài rấn, dầu chí khở trấn. Chùa sư làm việc, tha tha sứ sứ tức là làm một cách từ từ và thận trọng. trái bù rúng ý, mới không dễ, rang hoài rấn khiến cho người xấu, dỗ chi cửa trần, tức là lợi dụng sơ hở để làm chuyện xấu. Chùa sư tha tha sứ sứ, trái bù rúng ý, rang hoài rấn, dỗ chi cửa trần. Một câu chuyện rất là thú vị, đơn giản nhưng mà rất là nhiều ý nghĩa, và đặc biệt là chúng ta học được rất nhiều các kiến thức tiếng Trung thú vị ở trong câu chuyện này, phải không các bạn? Bây giờ xin mời các bạn cùng nghe Linh Sư Yên đọc lại câu chuyện một lần nữa nhé.三只小猪来到美丽的大森林，准备在这里安家。猪老三十分懒惰，他只盖了一间草房子便住下了。猪老二盖了一间木房子，勤快的猪老大盖了一间很结实的砖房子。这天，大灰狼发现了猪老三的草房子，他吸了一口气，吹向草房子，草房子一下子就塌了。猪老三只好逃到猪老二的家里，猪老二的木房子也一下就被大灰狼推倒了。两只小猪赶紧逃到猪老大家里去。大灰狼来到猪老大的房子前，用尽各种办法都没能把房子弄倒。他搬来梯子，想从烟囱进去。小猪们马上点燃了壁炉里的柴。大灰狼刚从烟囱里滑下来，就踩到壁炉的火堆上了。天啊，好烫啊！他忍着疼痛从壁炉里爬了出来，慌忙逃走了。做事踏踏实实，才不容易让坏人有机可乘。